第一百九十六天给我千斤扫。没给钱架哪当油刮啊这些茶杯好可爱啊。这这切茶杯好。 可爱啊！这些茶杯好可爱啊！这些茶杯好可爱啊！这些茶杯好可爱啊 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một hai câu thôi. 一两句而已。 Ồ hóa ra là vậy. Ồ hóa ra là vậy. Ồ, Thêm đi. Cha quay xin bà. Phiền, phiền phức. Má phản. Đồ ngọt chủ yếu chỉ đồ điểm tâm ngọt. 甜品 mở một công ty du lịch khai một trước tiên đem tiếng việt học tốt đã rồi nói xin ngữ Đại khái khoảng mấy giờ? Tạ cải trí Chị ấy gọi mình tối cùng đi siêu thị. Tha Từ khi vừa bắt đầu thì đã học như vậy rồi. 从一开始就这样学了。 富豪富使用，扶扶住一边学习一边使用。在寄宿社过学住学校宿舍。s a 房整理房间。联系我微呢 WeChat liên xị Hôm khác gặp Cải thiên diện Mỏi chân thật Trên lây chảo Đại đa số đều là đa số đều là Không tìm thấy bãi để xe 找不到停车场。嗨，两位小姑孃。啷喂，小姑孃。手机动，拍下来。用手机拍下来。Lên 等嫂子吃，试看。 上六楼吃吃看。lâu lắm chưa ăn lẩu kiểu Trung Quốc rồi。好久没吃中式火锅了。欢迎 quý khách，kính chào quý khách。Khoai yến quang lín. Mấy cái chén trà này. 这些茶杯，男忧，可爱。